bị quay nha. Chào mọi người nha. Đây. Đa số mọi người thấy người ta độ vô lăng trợ lực bằng cái xe, nói chung xe dàn số của Trung Quốc. Bữa nay mình quay sơ và review lại máy này của máy dòng TW165 của thằng Việt Nam Liên Doanh. Không, thằng này nhập từ thằng từ Thái luôn này. Dàn số thì Nhật. Dàn số này tên gì ta? Tem này. Tem nó này cũng bạn. Nó độ chế cái bơm trợ lực ở tên. Bột lái cũng gọi cho các bạn nhỉ. Bây giờ bắt chủ xe coi, chủ xe quay máy nổ coi. Để anh test thử cái xe coi. Nhìn lên. Quay coi thử coi cái máy, coi máy Nhật, dàn số Nhật này nó nhẹ không. Coi thử coi. Coi. Đây, coi các bạn nha, anh chàng xăm hình hổ thành hình mèo các bạn. Hổ thành mèo quay máy này. Đây, anh chàng bạn rất tự tin. Đây. Chuẩn bị. Bay vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy vòng các bạn ạ. Còn mình không biết số nào số lùi, số nào người ta. Bất cái này. Anh không biết. Rồi, tài xế nó lái này các bạn. Còn anh chàng này mới đang làm YouTuber. Đôi chặt, nó sẽ lùi hẳn đầu. Xe nó bốc lên bốc xuống này. Ngon như các bạn nhỉ. Máy 165, máy này nhập từ Thái các bạn nha. Không phải máy Liên Doanh Việt Nam đâu. Nếu mà máy Liên Doanh Việt Nam thì cái màu sơn máy của nó là màu nó sống hơn, còn cái này là trắng bật á. Thấy bật lái nó không nhẹ các bạn nhỉ. Rồi mình lùi ngắn rồi, bây giờ cho đi ba con quay lốp các bạn nha. Tăng ca lên đi, tăng ca lên cho tôi ca. Về đây mình quay đơn giản thôi các bạn ạ. Thấy các bạn yêu thích xe công nông thì mình thấy xe công nông loại nào nó khác biệt hơn. Các bạn công nông mình hay đi chợ cũ thì mình quay. Đấy, hay thì các bạn ủng hộ mình làm một clip vừa vui vừa hợp với mấy bạn thích coi kênh công nông. Vừa hài nữa. Nhớ like và đăng ký nha các bạn. Thôi video mình vậy thôi nha, cho nó tắt máy đi, dầu nó lên quá. Rồi tắt đi, đừng nó đây. Chào mọi người nha. Đấy xe đặc biệt nhỉ. Tốc độ đồ kiểu đấy cũng đẹp nhỉ. Các bạn nào yêu thích dòng thì quên mất. Clip của mình chưa hết đâu. Cũng có cái dàn sới máy của Nhật nha, nhưng mà xe càng. Móc cũng nhỏ nhỏ như kia này các bạn. Camera máy Nhật, máy này máy Yakman. Cái này quay đi. Quay đoạn này tất cảnh như này. Máy này toàn là đắp bền không à. Đắp bền nó mình quay đây này. NF80L. Bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nói chung dàn số lốp đồ mới toanh nhỉ. Nó mua xe kia xong nó đắp mền à. xe này nó chạy ít lắm. Nếu các bạn yêu thích bên xe yêu thích công nông xe này, các bạn liên hệ với số mình sẽ bỏ trên kênh của mình ấy, để mình bạn muốn bán đây này, nhà này đó, thằng cô nó muốn bán cái xe này đi, nó muốn đầu tư thêm cái móc lớn. Cái móc nó nhỏ quá, chở cà phê nó không hết, cà phê nó năm nay nó nhiều á. Đó, nói chung các bạn nào mà bên chở ít chở đồ thì xăm cái xe này về lái xe càng thôi.
Có gì các bạn liên hệ với mình nhá, mình sẽ để số điện thoại ở dưới đường link á. Đường link hay gì hết mình không biết nữa. Không rành. Và trồng trên cái tiêu đề YouTube của mình. Xem video ấy. Thôi vậy nha mọi người nha. Có gì mọi người chia sẻ cái xe công nông này này. Nó muốn bán đi. Nó đắp mền tí cũng mà. Máy còn mới tuần các bạn ạ. Máy Nhật chắc mà. Dàn số thì đẹp. Nó có cả bồng sới. À mình quay thêm bồng sới cho các bạn. Này ăn sầu riêng. Thế các bạn mình ăn đi à. Một mình ăn ấy. Ăn khiếp lắm. Đó, dàn sới đó, bồng sới chứ. Bồng sới nó này. Đó, các bạn thấy bồng sới không? Cái này là căn nha. Bồng sới này. Bồng sới đấy đó. Coi cái lưới đeo không? Nó bán cả bồng sới cả máy đồ luôn. Giá hữu nghị là các bạn. Các bạn nào có nhu cầu mà sới ruộng lầy ấy, muốn máy nhẹ ấy, thì các bạn liên hệ nhá với mình nhá. Để mình có thể nói chủ nhà là em của em trai họ bán cái xe công nông bên cạnh nhé. Để tại vì mới mua xe công nông vô lăng. Các bạn thấy không? Bồng sới nó còn mới to nhỉ. Kêu vàng sới nó nè. Mới lắm các bạn ạ. Nó không nhọn nhiếc gì hết ạ. Hình như bồng sới nó còn sơn, bạn thấy không? Sơn bóng luôn đây à. Làm sao nó chưa bóng luôn. Các bạn yêu thích công nông hoặc là muốn có mà chiếc công nông để xới ruộng này. Coi nhon đồ của nó mới. Các bạn muốn thì cứ alo mình liên hệ, mình sẽ để số điện thoại của mình trên cái tiêu đề video của mình hôm nay. Xin chào các bạn nhé. Video sắp tới 10 phút rồi đấy. Đó. Chào mọi người nha.